Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục làm cái inverter từ M2V220. Đầu tiên tại chân số 5, mình sẽ đấu với con tụ 102, và chân số 6 mình sẽ đấu với con điện trở 10,2K sau khi mình đã tính toán và cân chỉnh. Chân số 11, 12 và chân số 8 mình sẽ nối với dương nguồn, và chân số 7 mình sẽ nối với mát. Mình sẽ đấu vào đấy một con điện trở từ 15 cho đến 40 ohm. Và diode ở đây vì các bạn chạy ở tần số cao 40 đến 50 kHz cho nên các bạn phải dùng diode xung. Ở đây thì có hai loại transistor các bạn có thể áp dụng, nhưng mà tùy theo từng cặp. Ví dụ như cặp nào thì nó đi với cặp nấy cho nó đồng đều. A1015 thì các bạn sẽ phải đi với A1015. Ở đây mình dùng A539. Diode đấu với chân C của transistor. Chân B thì đấu thẳng vào ngõ ra của IC dao động. Và tiếp tục tại chân C, mình sẽ đấu qua một con điện trở 22 ohm. Các bạn có thể thay đổi con điện trở này lên đến 30 hoặc 40 ohm, nhưng mà các bạn tốt nhất cứ lắp theo cách của mình. Hai chân e của hai con transistor các bạn sẽ câu xuống mát, và các bạn sẽ lấy điện trở 1K để câu tại chân C của từng con transistor xuống mát. Sau đó thì các bạn lại lấy tiếp một con điện trở 1K nữa phía sau để câu xuống mát đó, và các bạn lại phải lấy thêm một con điện trở 800 ohm nữa để câu xuống mát. Như vậy các bạn không nên câu trực tiếp điện trở 220 ohm xuống mát. Và sau khi mình cân chỉnh, nếu như mình dùng 4 MOSFET thì mình đo dòng thì nó phải đạt là 1,3, thì nó đã lên đến 1,3, nhưng mà số điện áp nó phải kích lên được 480V thì mới đạt yêu cầu. Chứ nếu mà các bạn chạy 1,3 mà nó chỉ có được 390, 350 thì như vậy là phép ăn dòng. Còn nó vọt lên 1,3A chưa phải là đã ăn dòng. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì khi mà chưa lắp mạch hồi tiếp thì nó đã cho cái MOSFET chạy ở cái một mức độ tương đối khỏe, cho nên là nó đã tiêu hao công suất. Khi các bạn lắp mạch hồi tiếp vào thì nó sẽ khác đi rất nhiều. Và ở đây thì vì là thời gian nó không cho phép cho nên mình sẽ để cái phần 2 làm tiếp mạch hồi tiếp, và sẽ phân tích rõ ràng hơn một cái mạch hồi tiếp đơn giản nhất mà một số bạn đang vướng mắc để cho nó ổn định điện áp đầu ra. Ở đây mình đã làm xong rồi, và khi chạy một cái đầu kỹ thuật số thì
nó chỉ có ăn dòng có 0,5A thôi. Và khi lắp bóng vào 75W hay là 100W vào thì nó vẫn cứ ở cái điện mức điện áp 318VCC tùy theo các bạn chỉnh. Và 318VCC các bạn quy đổi ra chỉ hơn 220V một tí thôi. Vì thế không có gì lo ngại để mà các bạn cắm sử dụng các thiết bị điện trong gia đình.